Anh nó quạng nó đụng lưới nó phóng lên. Má. Cá khúc gì nè. Tiếp tục thăm lưới bắt cá các bạn. Một em. Phi nhỏ à. Nó ông thấy cái nước cạn đụng cỡ nào không bắt được. Nước cạn quá mà. Nó chích điện ha. Nước cạn về dính kia chích cái bự lắm ha. Cá mới chạy thấy luôn ghê ha. Nhảy lên mặt nước chạy chùa vậy. Phải quay dính được không? Hả? Đây nè. Con cá nó nhảy không? Không. Thấy mấy người ta chích điện ham quá ha. Bữa nay mình cũng ấy. Không, tại bệnh yếu hay sao á. Nãy giờ dí mấy lần mà không được con nào mà. Nó phóng thấy là lạc rồi chứ chưa bắt được. Mà tối à. Chỗ này giờ cũng có. Có cái đó này. Thao lưới luôn không ơi. Thăm cuốc này là thao lưới về luôn anh em. Được lắm rồi. Có rồi, có rồi nè. Kiếm vài con nó chua đi. Nãy được mớ nướng hết rồi. Chứ giống như mình nãy mình đi thấy cái lóc chạy đó. Nó rung hết cỏ hết rồi luôn mà. Ốc nó buồn lưới lại. Chưa đủ nước đó. Đem nhìn nè, đó nó dính nổi trên mặt luôn nè. Giờ thử còn con nào sát không? Không có con anh. Nước cạn quá, cỏ nhiều quá, cái lóng nó chạy là nhìn thấy luôn. Thăm lại ý cá ha. Đây. Đây nè. Hai anh luôn. Ủa, đợi với là thấy không đuổi cá không mà không thấy dính nha. Bệnh yếu hay sao ta? Mà trong đồng muốn này mình đi thấy cái lóc nó chạy luôn mà. Chạy. Rộng quá dí mà dí tôi đang thấy được nó rộng nè. À. Nó đã thấy cá nó mà nó chạy trên mặt nước luôn á. Nè. Đụng lưới hay gì nó búng ngược lại á. Búng tưng tưng hai phát. Kìa. Hai em. Nó rầu dây cầm tay là hấu không. Nãy lúc này dính cái khiếp mà nãy giờ mình không có đuổi nó nghe. Đuổi thì thôi luôn á. Xâm lại cũng ít cá.
Mấy anh dí nãy giờ chưa bắt được con gì luôn mà. Không, bác bảo sao á. Không. Luôn thấy rồi. Cái bà nãy giờ nó chạy muốn đen không hè. Không cái này. Không. Bây giờ anh mình đuổi nó cũng chạy ra khai rồi, nó ra khai nhiều rồi. Rồi sao? Anh em mình hái nó muốn không? Hai con trắng rồi. Con trắng không bị chát không? Phải đi. Tại nó muốn cái mũi nhiều. Nhiều quá, mua nhiều quá trời nó muốn được. Đó, nó chạy kìa. Đó. Nó ngọt kìa mọi người. Ừ. Đó hả? Hay là đồng cộng đỏ chét cái cộng trắng nó không chét. Bên này. Nó ăn thôi con này ngon ngon rồi. Hai mở đi. Công. Để quá trời phải không kia thôi. Cái gì? Đấy là hai mở. Quá đang nó chạy kìa nhỉ. Cẳng. Chứ không. Cho má trắng. Con ông thun nữa chứ. Ở khỏi đi giờ đài ra nãy bà bảo mua má rau bí ở nhà. Để bữa khó đi. Không, ông sao không cả. Bữa nào đem theo cái chảo vô đốt nướng luộc rau luôn. Ha. Luộc rau rừng tại chỗ ăn luôn. Không, mình qua lấy rau quắn lá chuối mình đắp cục sình mình đốt. Đó là ăn thử cái rau hấp sình. Cái đó mình phải bỏ cái bạch ni lông vô. Ừ. Đâm vô cho nó khỏi dính đá ra rau hấp sình khó. Đó quá trời cả nè. Không sình đây đầy mà thì mình bắt lên cái mình bỏ vô đó mình quấn chuối nướng. Đem theo tàu lá chuối. Dạ biết tao biết gà lứ được không? Dạ biết gà biết gà được không? Biết gỡ rồi. Ù cá quá trời nè. Thời gian đường này chạy đường nào nhất có cho thoát được. Chạy ra cũng chết mà chạy vô cũng chết luôn. Đường nào mà thoát được. Về chiên mắm chiên này. Em me thì chiên giòn thôi, nướng mấy nay ngon rồi. Đó, dính trước là giật giật nữa nè. Không. Đó, hai ba con này chờ trong rau muống này. Ồ hai con luôn ha. Ừ. Từ sao nó nhúng nước luôn cái rồi. Đâu, lấy mấy cái trong này dần lưa chim mới dính chắc đường rồi trời. Mình lấy mấy cái đọt rau nè. Rau sáo quá. Sao không chưa nghỉ á? Trước là 2-3 tháng bên này được một đô đã à. Ừ. Không có một đô. Được 100 đô rồi ấy nha. Thế nào? 10 đô mới được 100 đô đi. Mới lấy được mầm mã biến. Phải trải qua nhiều giai đoạn. Hồi nãy đi xiệt sớm đi. Chờ nè. Đủ dính luôn à. Ở trước dính sao. Không. À vui nó sống à. Thôi bỏ đi, để nó. Thả cho nó sống. Bao nhiêu khoảng thời gian phải đợi chờ? Đợi đủ 1.000 subscribe. Rồi tiếp tục đợi đủ 4.000 giờ. Bật đường nút xanh lên á là tiếp tục đợi 10 đô. Được ngon lắm nè cho anh. Cái lóc mà nó đụng điện cái nó lật đầu chứ mấy mà. Cọc có
lóc nó yếu mà nó đụng điện cái là nó tự lật liền. Máu người được cái máu. Phải ngọt thâm ngọt thay nó có nhiều. Có con rô phi á nó đụng điện là nó vẫn bỏ chạy tức lúc. Thay nó không có nhiều. Dính con ốc bươu. Càng về sau càng thấy chín cá rồi. Giờ ấy xong là mình thâu lưới luôn rồi nè. Trời thấy ốc bươu mà nó ăn lưới luôn trời. Nó ăn lưới nó nuốt luôn nè. Về giờ tí được rồi. Đu, rồi dính có kèo. Dính có kèo luôn. Đu. Là nãy chưa điện cho Tấn tâm hư được cái gì thu hoạch được gì rồi mà nước có khô chưa chưa được cho á. Đó cho ngỡ chính cái đất đất cả lúc con rồi. Hơi cá anh em mình cũng gom lưới về luôn á các bạn. Anh em nào thích nhớ bấm đăng ký ủng hộ mình. Giờ này cũng quá trưa rồi. Rồi. Gom lưới về luôn anh em ơi.